Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được Thầy Trung Duệ giảng về yếu chỉ thiền tông và Thầy Thanh Nguyên giảng vi diệu pháp. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học yếu chỉ thiền tông, Thầy Trung Duệ giảng tiếp về tổ thứ 14 của Thiền Tông là Bồ Tát Long Thọ, tổ an nhiên tự tại trên Pháp Tòa, và nói kệ như sau: thân hiện tướng trăng tròn, hiển bày chư Phật thể, nói Pháp chẳng hình dáng, sắc thanh đều chẳng kể. Thầy phân tích ý nghĩa là nói về cái tướng Pháp Tòa của Ngài Long Thọ. Tổ đang ngồi trên Pháp Tòa thuyết Pháp nhưng không thấy tướng của Tổ, mà chỉ thấy hình trăng tròn. Mặc dù không thấy người nhưng mà hiển bày cái tướng Phật thể hay là tướng Pháp thân, đó là thể tánh giác ngộ. Nói Pháp chẳng hình dáng nghĩa là diễn đạt Pháp Tòa vô hình dáng, và hiển tướng vô sắc thì nói Pháp vô sở trụ. Nếu tướng trụ không có hình dáng thì thuyết Pháp cũng không hình tướng, nên chỉ cần có Pháp, không cần tướng. Với câu tâm cầu chân giải thoát, có nghĩa là phải phát tâm Bồ Đề, tức là thành Phật. Do vậy, các hàng Bồ Tát phát tâm trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Còn các hàng Thanh Văn thì Đức Phật quở trách, bởi vì tâm không cầu tiếng rốt ráo cuối cùng để đạt đạo quả tối thượng thừa. Mặc dù các ngài trụ trong giải thoát nhưng chưa được cứu cánh Bồ Đề. Tuy phần đoạn sanh tử đã dứt, nhưng biến dịch sanh tử vẫn còn. Khi phát tâm chân chánh thì thành tựu quả chân chánh. Nói đến thần thông thì chư tổ dùng để giáo hóa chúng sanh. Người tu trong nhà Phật thì thần thông không bao giờ mất, bởi vì do nơi tự tánh mà nó tự hiển bày. Ngược lại, thần thông của ngoài đạo thì phải luyện, cho nên phải vẫn bị hạn chế, rồi cũng sẽ bị mất khi tâm bị ô nhiễm. Thầy giảng một khía cạnh so sánh khác. Một phàm phu khi thực hành Pháp nhãn tạng từ nghi đến ngộ, quyết tâm tu hành, thì có thể trong đời này người ấy sẽ kiến tánh thành Phật. Còn vị Bồ Tát hay A-la-hán tu từng bậc đi lên cuối cùng cũng kiến tánh thành Phật. Sự chứng ngộ của hai người này đều đồng nhau, nhưng vị Bồ Tát có thần thông biến hóa vô lượng vô biên. Bởi vì tập khí phiền não của Bồ Tát ở thế gian đã sạch hết, không tác động phiền não đến chúng sanh, vì thấy rõ nhân quả của phiền não nên không tạo thêm nghiệp. Ngược lại, người phàm đó thì không hiển lộ được thần thông, vì những tập khí phiền não vẫn còn nguyên, nên tác động phiền não đến chúng sanh. Khi thấy đạo rồi thì tu đạo để diệt trừ các tập khí phiền não, thì bây giờ bản thể hiện bày. Nhân duyên hóa độ đã mãn, Tổ Long Thọ đem Pháp nhãn tạng truyền trao cho Tổ Cana Đề Bà với bài kệ như sau: vì rành Pháp ẩn hiện, mới nói lý giải thoát, nơi Pháp tâm chẳng chứng, không giận cũng không vui. Thầy giải thích, vì Tổ hiện tướng ẩn hiện để thuyết Pháp, cho nên dùng tướng này để truyền Pháp. Pháp ẩn hiện là Pháp vô sanh, là lìa tất cả các Pháp chấp, thì mới nói Pháp giải thoát. Phát tâm Bồ Đề mà chứng được quả Bồ Đề thì là chứng được Pháp vô sở đắc. Được Pháp đó rồi cũng không giận, không vui. Nói kệ xong, Tổ liền nhập Nguyệt Luân Tam Muội, hiện rộng thần biến, tọa trên Pháp Tòa an nhiên thị tịch. Vào giờ học vi diệu Pháp, Thầy Thanh Nguyên giảng tiếp về phần tu tập tâm đạo. Sau khi tư duy quán chiếu về lý duyên khởi và vô ngã theo hai hướng vận hành để tiến tới hai con đường đưa đến giác ngộ, thì đây gọi là giai đoạn chuẩn bị của thiền quán. Hành giả sẽ quán đi quán lại thật nhiều lần về duyên khởi và vô ngã để nhận thức rằng mọi sự vật trên thế gian trong đó có luôn cả chính mình, đều là vật cấu tạo, vô thường, khổ đau. Do bởi vì vô minh, ái dục luôn bám chặt trong tâm ta mà tạo ra nghiệp thức trong kiếp sống này. Khi hành giả chuyên chú hành thiền như thế lâu ngày, quang tướng bắt đầu xuất hiện. Lúc này hành giả thọ cảm trạng thái thỏa thích, hạnh phúc, vắng lặng mà không sợ tham sân si lây chuyển, làm động lực đưa đến nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác đi đến tâm đạo. Khi thấy con đường đạo hơi hé mở rồi, hành giả phải đi qua giai đoạn của chính tuệ phát sinh. Ở giai đoạn này, hành giả thường lầm tưởng là đã tiến tới được đạo quả thánh khi thấy quang tướng xuất hiện. Nhưng trên thực tế thì chứ phải là giải thoát niết bàn. Hành giả phải nhận biết được điều này để bước đi tiếp tới con đường chân chánh mà giúp thẩm thấu được duyên khởi và vô ngã. Trước hết, hành giả gom tâm quán tưởng vào trạng thái phát sinh gọi là tuệ sanh và hoại diệt gọi là tuệ diệt của tất cả các pháp hữu vi. Trong hai trạng thái, sanh và diệt, sự hoại diệt nổi bật chiếm ưu thế, được nhận thấy rõ ràng hơn, nên dần dần gây ấn tượng mạnh hơn trong tâm hành giả. Do đó, hành giả hướng tâm chú niệm của mình về sự phân tán của vật là tuệ phân tác. Lúc nào cũng nhận thức rằng thân và tâm không tồn tại, luôn thay đổi. Từ đó mà sinh tâm sợ hãi, gọi là tuệ kinh hãi. Kế đó, hành giả suy tướng về tánh chất rách nát, đổ vỡ và tạm bợ nhất thời gọi là tuệ thấy nguy hiểm. Rồi thấy đáng kinh sợ của thế gian mà sinh tâm chán nản là tuệ chán nản. Từ đây hành giả khởi sanh muốn thoát ra khỏi đó là tuệ muốn giải thoát. Nhìn về đối tượng ấy, hành giả chú tâm quán xét trở lại ba pháp tướng, khổ, vô thường, vô ngã gọi là tuệ suy tư. Sau đó phát triển tâm xả trọn vẹn hoàn toàn xa lìa thân và tâm gọi là tuệ xả hành. Nhờ suy tư và quán chiếu về vô thường, chúng ta thấy được duyên khởi mà đạt được tuệ giải thoát. Quán vô ngã, thấy được vô ngã thì đạt được tâm giải thoát. Khi thấy được cả hai duyên khởi và vô ngã thì thoát khỏi khổ nên đạt được câu phần giải thoát. Thầy giảng đến tiến trình tâm đạo gồm có 7 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn chuẩn bị từ duyên khởi hay vô ngã. Hành giả quán chiếu chiêm nghiệm cuộc sống hàng ngày để thẩm thấu. Bước qua cận định thì quán vô thường, vô ngã để diệt tham sân si, làm cho không có khả năng để trồi lên nữa. Sau đó là thuận thứ, tức là thuận theo dòng của nó. Từ đây, bước sang chuyển tánh là từ trạng thái phàm thành thánh, từ thánh hữu lậu tới thánh vô lậu. Tới giai đoạn đạo là thấy rõ được con đường đi tới chánh đạo. Đến giai đoạn thứ 6 và 7 là quả, tức là đắc được pháp nhãn, thường được diễn ra nhiều lần. Đó là tiến trình của tâm. Sau cùng, thầy phân biệt về tâm hiệp thế, do nghiệp làm chủ đạo với thiện và ác. Khi muốn làm thánh hữu học thì phải bỏ nghiệp ác, nhưng vẫn còn tâm mong cầu nên chưa thoát được ngã. Còn về tâm siêu thế là tâm có trí tuệ, cho nên tất cả nghiệp thiện và ác đã được diệt sạch. Kính thưa quý khán thính giả, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc là nơi giúp tất cả chúng ta học giáo pháp của Phật để có thể kiểm soát được thân và tâm của mình, rồi từ đó trở thành người hoàn thiện hơn. Thấy sự lợi ích như vậy, mong tất cả quý vị hãy phát tâm ghi danh, tham gia học Phật Pháp tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Kính mong quý vị và các học viên tinh tấn tu học, cũng như cùng chung tay góp sức vào chương trình dạy và học này được tiếp nối lâu dài. Mọi sự phát tâm cúng dường hay các thắc mắc trong tu học, xin quý vị hoan hỷ liên lạc với Thầy Huyền Châu ở số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021. Từ 7 giờ đến 9 giờ tối, học viên lớp cao đẳng sẽ được học hai môn Chứng chỉ Thiền Tông và Vi Diệu Pháp. Quý học viên hãy nhớ kiểm tra email mỗi ngày để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.